Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ sư ạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ ạ, và xin kính chào tất cả quý vị học viên ạ. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakya kame charu pe ririsi karatate chantali ke vimane di be rate jagame taruanagane ye hawa thom hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me yang kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang muni wara wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma Savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyam Buddhang saranang gacchami Tutiyam Dhammang saranang gacchami Tutiyam Sanghang saranang gacchami Tatiyam Buddhang saranang gacchami Tatiyam Bi thammang saranang gacchami tatiyam bi sangkhang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang sammasambuddho vicca carana sambandho Sugato lokavidu anuttaro purisadhammasa Pratisattha deva manussanang buddho bhagavati nathime Saranang anyang buddho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalang uttamang gena vandehang padapang sumvaruttamang buddhe yo khalito doso buddho khamatutang mamang Sakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita puvinyuhi dinathime saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacca vaccena hontu me jaya mangalang uttamang gena vandehang dhammang ca duvithang varang dhamme yo khalito doso dhammo khamatutang mamang subhatibhano bhagavato savaka sangho ujubhatibhano bhagavato savaka sangho Nyayabhatibhano bhagavato savaka sangho Samijibhatibhano bhagavato savaka sangho Yadidam chattari burisa yugani atha burisa bungala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo bahuneyo dakhineyo Anjali karaniyo anuttarang bunyang khetang loka satinathi me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalang uttamang gena vandehang sangkhang ca duvithottamang Sankhe yo khalito doso sankho khamatutang mamang Vandami jeti yang sabbang sabbathane subatithitang Saririkathatu mahabhuthin buddharubang Sakalang sada sambuthe atavisancha dada
sancha saha sakye pancha sata saha sani nama misira saham de sang tham mancha sang khancha adare nama mihang namakara nufawe nahan toa sape upadawe aneka antaraya bivina santo ase sato sambuthe pancha panya sancha tatu visati sahasake dasata sahasani namami sirasa aham te sang thammancha sang khancha adarena namami hang namakara nufawe nahan toa sape upadawe aneka antaraya bivina santo ase sato sambuthe na uttarasate atha chattali sasahasake visati sadasahasani namami sirasa aham te sang thammai cha sang khan cha adare na namami hang namakara nufave nahan toa sabbe ubadave aneka antaraya bivina santu ase sato sabbe burati maya disaya satta avera sukhi hondu sabbe burati maya nu disaya satta avera sukhi hondu sabbe dakkhina yadi saya satta avera sukhi hondu sabbe dakkhina yanu disaya satta avera sukhi hondu sabbe pancima yadi saya satta avera sukhi hondu sabbe pancima yanu disaya satta avera sukhi hondu sabbe uttara yadi saya satta avera sukhi hondu sabbe uttaraya nudisaya satta avera sukhi hondu sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hondu sabbe hetima yadisaya satta avera sukhi hondu sabbe satta avera hondu sukhita hondu nidukha hontu abhyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu agura hontu sampatti hisamicchantu sukhi attana pariharantu dukha patta janidukha phayapatta janifaya soka patta janisoka hontu sapeti panino akasatha chafumatha devanaga mahidhika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu sasanang akasatha chafumatha devanaga mahidhika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu no garu akasatha chafumatha devanaga mahidhika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu nyatayo akasatha chafumatha devanaga mahidhika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu panino akasatha chafumatha devanaga mahidhika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawakaya wahang hontu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic giảng bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mai ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Xin chào các học viên.
chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài bài thứ 1, phần tìm hiểu về nữ can. Hôm trước là mình đã học xong được phần nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm các nhóm còn lại. Đây, nhóm 4, bắt đầu là nhóm 4. Thì ở trong nhóm 4 này suốt có nhóm suốt là dẫn đầu, có nữ căn suốt là dẫn đầu, gọi là tòa đi kênh nát. Thì trong nếu mà động từ ở trong nhóm 4 này thì nó sẽ sử dụng một trong ba kiếp vị ngữ này, tức là nô na hoặc là út na. Nô na hoặc là út na. Ví dụ ở đây người ta cho mình một số người căn, một số động từ cơ bản và cách phân tích nó. Ví dụ như là út nô tí là đang kết, thì là nó là từ ngữ căn út cộng với nô cộng với tí. Hoặc là út na tí, động từ mà chúng ta thường gặp là nghe, nó từ ngữ căn út cộng với na cộng với tí. Hay là động từ pa phu na tí. Pa phu na tí, động từ này chúng ta cũng gặp rất là nhiều, đạt được hoặc là chứng đắc. Thì ở đây nó từ tiếp đầu ngữ pa, tiếp đầu ngữ pa cộng với a pa, ngữ căn a pa cộng với út na, cộng với út na, cộng với tí. Tìm ghép lại mình được cả ba phút na tí, ba phút na tí. Rồi mình có động từ sắc út na tí, tức là có thể. Thì ở đây mình có tiếp độ ngữ căn của nó là sắc cá, ngữ căn sắc cá là có thể. Rồi mình cũng cộng với út na, cộng với tí, tìm được nó là sắc phu na tí. Thì trong cái động từ thuộc nhóm ngữ căn này ở đây mình sử dụng tùy theo mình sử dụng ô nô na u na hay là nô na u na thì nó hình thành các động từ khác nhau. Dạ, rằng là trong các ngữ căn này mình trong các động từ này thì mình sử dụng với tiếp vị ngữ nào nó cũng được. Và các ngữ căn này mình sử dụng với tiếp vị, ví dụ ở đây tại vì nó là vu nô tí, bây giờ mình sử dụng chữ na tiếp vị ngữ na thì nó là vu na tí vậy thôi. Hay là mình sử dụng vu na thì nó là vu na thì nó là u na thì nó lại phải thay đổi hả. Una thì nó là una, tại ở trên nó thêm nó có chữ uống lộ rồi. Una thì có thể là ở dạng una thì nó sử dụng thích hợp hơn ở trong trường hợp mà ngữ căn mà nó có hai nguyên âm. Ví dụ như là sắc una tí, sắc phu na tí hoặc là pa phu na tí, ngữ căn hai nghi âm. Và ở đây mình cũng có thể sử dụng ô, thí dụ như là sắc ô tí, sắc ô tí dạng nô, tức là sắc ô tí,
cũng được, khách hội viết cũng được. Thì đây là bây giờ mà đó là một số ngữ căn, một số động từ. Bây giờ chúng ta tìm thử một số động từ mà ở dạng thuộc về nhóm bốn này để chúng ta phân tích thử các động từ nào mà chúng ta đã từng học, từng gặp để chúng ta đưa lên để chúng ta tập phân tích thử. Phun đồ tí hả thầy sư? Cái gì? Phun đồ tí là nghĩa là gì? Tại sao nghe rõ? Phòng hộ hay bảo vệ? Thú. Thú hả? Thú nô tí. Thú nô tí. Thú nô tí hả? Dạ. Phải chữ này không? Phải chữ thú này không? Phải chữ dạ. Dạ đúng rồi. Thú nô tí. Tại một số động từ mình ít có sử dụng quá nên mình không nhớ. Thì ở đây mình cũng từ ngữ căn đó là ngữ căn thú. Từ ngữ căn thú. Ngữ căn thú. Rồi mình cộng với lại nô, nô, rồi chúng ta cộng với tí, tìm được là nô tí là phòng hộ, hoặc là động từ khác. Thưa sư cho con hỏi, khi mà trường hợp mà, ví dụ mà vú nô tí là đang kết, nếu mà dùng na là được không thưa sư? Vú na tí được không? Nếu vú na tí thành... Vũ Na Tí thành từ. Vũ Na Tí thì nó là từ ngữ căn vú lên cộng với na được dạng tại cái ngữ căn này, ở trong trường hợp mà nó một ngữ căn nó có một nguyên âm đó, khi mà dùng tí dùng với una thì nó sẽ trở ngại, đó là mình phải xóa, một là mình phải xóa tiếng Việt ngữ, một cái chữ của tiếng Việt ngữ, hai là mình phải xóa một cái ăn của ngữ căn. Để trong những trường hợp như vậy, nếu mà mình chưa từng gặp người ta sử dụng thì nó rất khó để mình sử dụng nó. Nhưng mà với trường hợp mà một cái ngữ căn nô na u na thì có thể sử dụng được hết, tại nó không có, tức là nó không có trở ngại nào, nó không có cái nào bị xóa để làm mất cái dấu vết ban đầu của nó, người ta không thể nhìn nó ra. Dạ thưa sư, nếu vậy có nghĩa khác không thưa sư? Ví dụ mà vú nô tí thì đang kết, vú na tí thì phòng hộ hay thưa sư? Hả? Vú na tí là phòng hộ hay là cũng một nghĩa luôn? Tức là vú na tí á. Vú na tí là nghĩa khác hay là cũng một nghĩa với vú nô tí? Nó một nghĩa thôi. Tại vì cái nghĩa ở đây là nó phụ thuộc theo ngữ căn chứ không phụ thuộc vào tiếp vị ngữ. Tiếp vị ngữ là nó để dành cái dấu hiệu là cái ngữ căn này nó thuộc nhóm nào thôi. Còn cái nghĩa là người ta vừa dùng theo nghĩa của ngữ căn. Bất cứ nó phải tiếp vị ngữ nào thì nó cũng sử dụng cái ngữ căn đó. Tại con thấy tôi cũng là hỏi vấn đề những vụ trong ngữ căn nó có dấu hiệu ở trên á, có dấu hiệu 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 thì nó sẽ là cái ý nghĩa sao thôi. Thôi trong ngữ căn á có dấu hiệu ở trên á, ví dụ dấu hiệu 1, dấu hiệu 2 nó từng vú đi thì nó có, nó ngữ căn vú nó có 1 hoặc là nó đến dấu 2 ở trên mũ ở trên á là ý nghĩa sao thôi. Có thể là nó có hai nghĩa. Nó có hai nghĩa, tức là ngữ căn nó có hai nghĩa. Dạ con thấy nhiều khi nó đánh dấu con không hiểu phần đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
một là hai nghĩa, hai là nó xài ở hai nhóm ngữ căn. Phải có một số trường hợp cái ngữ căn đó, nó vừa xài ở nhóm một, nó vừa xài ở nhóm hai, ví dụ vậy. Dạ, dạ con thấy cái tên phú na tí này con thôi, con xem mà cái nghĩa dịch ra thì lại là phòng hộ hoặc là canh chừng gì đó, con thấy nó mới lạ. Đó là cái nghĩa khác. Dạ. Chứ nó không phải là tại những cái ngữ căn này xài nghĩa này nghĩa kia. Yeah. Nó không phải là một nghĩa, cái này mình phải xem là cái ngữ căn bút đó nó có bao nhiêu nghĩa. Yeah. Ví dụ ở đây mình ví dụ mình chỉ lấy một trường hợp nó. Yeah. Một trường hợp nó thôi, chứ khi một ngữ căn nó cũng có nhiều nghĩa chứ nó không phải là một nghĩa. Mà cái nghĩa nào được người ta sử dụng phổ thông nhất thì thường là người ta lấy cái nghĩa đó. Rồi có ai có động từ gì nữa không? Tại trong bài học có mấy cái từ này nó hơi khó, ít có. Như là khi na tí, khi na tí. Khi na tí. Khi na tí thì không biết nó có đúng là cái ngữ căn khi với cộng với na hay không. Tại vì cái ngữ căn khi á, cái từ ngữ căn khi nó không có xài ở dạng, tại gặp là khi na xấu quá, khi na xấu quá thì ở đây cái ngữ căn của nó là từ ngữ căn khi nát. Dạ, chứ khi na tí hình như được đó sư. Tại con thấy sư xếp trong cái nhóm ngữ căn đệ tứ là có chữ khi là đoạn trừ. Đây sư tìm trong từ điển của nó. Nếu mà có nó trong nhóm ngữ căn thì được. Dạ. Nhóm ngữ căn của các động từ á, nó nằm ở trong nhóm ngữ căn của các động từ. Dạ. À, đúng rồi, nó có là chữ động từ này thì xài được cái chữ khi na tí. Khi na tí rồi có động từ gì nữa không? Là sát khu na tí na tí như nãy mình có rồi ở trong bài học cái gì mà. Dạ có trong phần ví dụ rồi. À, có trong phần ví dụ rồi. Không có xá khú là bất hại á. Xá khú á sư. Khú gh á. Xá khú na tí. Ý gì? À, xá khú na tí. Sát khú hả? Dạ. Sát khú á. Dạ, GH, GH. Dạ, GH hả? Khú na tí hả? Dạ. Khú na tí. Khú na tí thì nè. Dạ, nó là cái căn sát khú hả? Tại sư không nhớ, cái người căn này sư không nhớ. Còn
bên na cộng với tí cộng với na hơi sư hả cộng với na đúng rồi đi lọt quốc na chứ khác người trang sắc khác cộng với quốc na ha trang sắc rồi một số vậy thì sau này mình sẽ gặp đó là mình chỉ sợ ở dạng này đó là cái ngữ căn của nó là nó có luôn cái chữ na cho nên có thể làm cho mình bị nhầm lẫn làm cho thể mình bị nhầm lẫn thôi còn nếu mà ngữ căn của nó không có cái chữ na chỉ cần mình biết cái ngữ căn đó thì mình có thể phân tích được các từ ngữ ở dạng này các động từ ở dạng này Rồi bây giờ nhóm ngữ căn thứ năm nhóm ngữ căn thứ năm đó là khi già đi cái nát bây giờ đi tiếp biến ngữ na tiếp biến ngữ na làm dấu hiệu để mình nhận biết nhóm khi già đi cái nát khi già đi cái nát ví dụ ở đây mình có ngữ căn đó là chí na tí là mua là mua thì từ ngữ căn chí với tiếp biến ngữ na cộng với tí hoặc là chí na tí là nhặt lợm thì nó từ ngữ căn là chí cộng với na cộng với tí hay là cha na tí vậy cha na tí này mình gặp thường xuyên nó là hiểu hiểu hay là biết cũng được thì là cha na tí ở đây nó từ ngữ căn nha rồi nó thay đổi thành chữ cha nha nó thay đổi thành chữ cha rồi cộng với tiếp biến ngữ na cộng với tí thì được đó là cha na tí ngữ căn này nó được sử dụng rất là nhiều bằng cách thêm tiếp động ngữ ví dụ như là mình có cái động từ đó là vichanati để ý cái nhóm na ở trong trường hợp này nó khác với cái nhóm trên nha. Nhóm trên là tiếp biến ngữ của nó đều bằng chữ ná tức là nhóm ba còn này chỉ chữ ná là của nhóm bốn nó không phải trong dưới thì mình có tiếp động ngữ đó là quý rồi cũng là với nha rồi cộng với tí thì ở đây nó được dịch đó là tuệ tri tuệ tri tức là biết rõ bằng trí tuệ hoặc là phát bách chana tí thì ở đây nó chỉ khác là thêm tiếp động ngữ phát thôi tiếp động ngữ phát các phần lại thì giống ở trên hoặc là có sanh cha na tí là tưởng tri tức là biết bằng tưởng thì ở đây nó tiếp động ngữ sang rồi nó cũng cộng với nha cộng với tí hoặc có pari chana tí
Pricharati. Ở đây nó là với tiếng đồng ngữ là Pri, rồi nó cũng cộng với nha, cộng với tí, dịch nó là liễu tri. Thì cái cách dịch này á, nó vừa theo cái nghĩa của ngữ căn, tức là biết, nhưng mà biết ở mức độ nào đó thì nó phụ thuộc, nó dịch theo cái tiết đầu ngữ. Ví dụ như là cái chữ Parijanati thì tiếp đầu ngữ Pari á, nó mang ý nghĩa đó là, tức là hiểu biết mà ở mọi khía cạnh, ở mọi khía cạnh. Còn Sanchanati thì tiếp tục ngữ sang. Sang ở đây, sang ở đây nó cũng là cái nghĩa đó là Sanchanati, nó cũng trọn vẹn đầy đủ, nhưng mà cái chữ Sanchanati ở trong trường hợp này thì lại được dịch đó là cái hiểu biết của tưởng, tức là tưởng tri. Rồi Pachanati với Vichanati thì cái hiểu biết đó là bằng trí tuệ, bằng trí tuệ mà đã tu tập và đã chứng đắc. Rồi mình còn có Apichanati. Apichanati thì ở đây nó khác, đó là chỉ là tiếp đầu ngữ Api, rồi còn lại nó cũng là ngữ căn nha cộng với cha cộng với tí, dịch là thắng tri. Thắng tri tức là cái chữ thắng tri ở trong trường hợp này thường là nó chỉ sử dụng ở trong trường hợp là chứng đắc được đạo quả hoặc là chứng đắc được thiền định thì người ta mới dùng nó là thắng tri, mới sử dụng là Apichanati. Thì chúng ta thấy là từ một cái ngữ căn á, cái nghĩa ban đầu của nó là cái nghĩa bình thường, là chỉ biết, hiểu biết thì đó thôi. Nhưng mà đến khi thêm tiếp đồng ngữ á, thì cái nghĩa của nó sẽ dịch đặc biệt hơn so với cái ngữ căn ban đầu. Thậm chí là có một số trường hợp đó là cái tiếp đầu ngữ á, nó cũng có thể làm thay đổi cái nghĩa của ngữ căn. Ví dụ như là mình học động từ gái cho tí, ngữ căn của nó là gá mát, là đi đến, nhưng mà đến khi có tiếp đầu ngữ a vào ở trong đó thì nó lại dịch đó là đi về, tức là nó dịch ngược lại với cái ngữ căn, cái nghĩa ngữ căn ban đầu của nó. Thì đó là liên quan đến ngữ căn mà có sử dụng một số tiếp tục ngữ. Sao như từ quý trí na tí được không? Cái gì? Quý trí na tí. Quý trí na tí cũng được. Quý trí na tí là và lựa chọn gì đó không? Na tí. Phải chữ này không? Là tí chí chiến thắng hay người sư? Chí trà phải không? Tên trà phải không chị? Cha cha trà. Chí chí là tí. Chí trà chí chi với sư chí thắng. Cái là tí chiến thắng. Nó không phải. Vị trí là tí. Vị trí là tí cũng được. Vị trí là tí chiến thắng ha. Vị trí là tí. Ở đây mình sẽ tiếp đầu ngữ. Đầu ngữ biết. Tiếp đầu ngữ biết. Không có ngữ căn trí. Căn chiến là chiến thắng gì đó, rừng cộng với na cộng với tí, cộng với na cộng với tí, hoặc là chí na tí cũng được. Thường cái này
nó sử dụng phổ thông hơn, đó là chí na tí, nó sử dụng phổ thông hơn, sử dụng nó là tiếp cận. Tiếp theo ngữ quý là đặc biệt hơn không thưa sư? Rồi đó là nhóm ngữ căn, nhóm căn ngữ căn thứ năm, với tiếp vị ngữ, tiếp vị ngữ na, tiếp vị ngữ na là dấu hiệu để mình nhận biết. Rồi nhóm ngữ căn thứ sáu, nhóm ngữ căn thứ sáu đó là tanh nát, nhóm ngữ căn tanh nát, tanh na đi tanh nát. Nhóm ngữ căn này thì mình có hai tiếp vị ngữ để mình nhận biết nó, một là ô, hai là di rác. Ví dụ như là tanh nô tí là nới rộng thì nó ngữ căn tanh nát cộng với ô cộng với tí, hoặc là caro tí, từ từ mình sử dụng nó rất nhiều, đó là cara cộng với ô cộng với tí, hoặc là sắc ô tí, có thể là sắc cá cộng với ô cộng với tí. Ở đây chúng ta thấy ngữ căn sắc cá nãy ở cái nhóm mà nô na u na, mình cũng thấy là có cái nhóm ngữ căn sắc cá này, chúng ta thấy không? Như vậy thì khi nào nó sử dụng cái tiếp vị ngữ của nhóm suốt thì lúc giờ đó là nó thuộc nhóm ngữ căn của suốt, thuộc nhóm ngữ căn của suốt. Nhưng mà khi nào mà nó sử dụng cái nhóm ngữ căn của tanh nát thì nó thuộc nhóm ngữ căn tanh nát, ô di rác. Mà cái động từ nó khác nhau, chúng ta để ý. Trong khi nãy nếu mà nó sử dụng nona una thì nó phải là nona una, nona una. Như vậy thì nó sử dụng no thì nó không được, sử dụng una thì nó hợp hơn, tức là sakuna pi. Sakuna tí. Nhưng mà nếu mà nó sử dụng ở dạng ô, tức là dạng tánh nát, thì nó lại là sắc ô tí. Sắc ô tí, chúng ta để ý nó khác nha. Hoặc là cái dĩ ra tí. Cái dĩ ra tí. Thì ở đây có ngữ căn đó cá rá. Rồi cộng với dí rác, còn với ô, còn với tí. Thì ở đây mình thấy là cái động từ nó chỉ là cái dí rác tí. Thì ở đây một chữ rác nó phải bị xóa bỏ đi thì nó mới ghép lại được là cái dí rác tí. Đấy, đặc biệt là cái ngữ căn mà cái tiết độ ngữ dí rác này á, hầu như nó chỉ sử dụng với là cái ngữ căn cá rác, ngoài ra không thấy nó sử dụng với cái ngữ căn nào. Dạ, mặc dù nó cũng cùng nhóm với cái tiếp vị ngữ ô. Dạ, phần lớn nếu mà sử dụng ở trong nhóm này, các ngữ căn mà sử dụng trong nhóm này á, thì người ta sử dụng chữ ô, nhưng mà nó cũng không có nhiều, nó cũng không có nhiều. Ví dụ cái chữ caro tí thì mình còn có sử dụng hôm trước, mình còn có cái tiếp vị ngữ, tiếp đồng ngữ đó là da caro tí. Da caro tí, còn nhớ cái chữ đó không? Dạ, là tiên đoán ạ. Rồi, da caro tí. Ví dụ cái nhóm đó thì mình có là da caro tí. Yeah,
Dạ. Để tìm lại cái cách phân tích của nó sao không? Anh đây không thấy nó. Tại cái chữ da cái rô tí này á, thì sử dụng theo cái chữ ở trong kinh tạng. Nhưng mà mấy từ ở trong kinh tạng á, đến khi mà mình tìm từ ngữ để phân tích á, là các từ điển không dễ có. Đây, rất nhiều từ khi mà được sử dụng ở trong kinh tạng xong mình tìm từ điển không có. Thậm chí là trong cái bản từ điển lớn của Pali Tích Tây Phi cũng nó có. Này anh cứ để tìm cách phân tích sao đi. Nhưng mà ở đây chắc chắn nó là gian cái hồ tí. Nó chắc chắn nó là nhóm ngữ căn phân nát. Tại ở đây nó có chữ ô tí. Nó có tiếng vị ngữ ô mà mình có thể nhận biết nó đó là nhóm ngữ căn phân nát. Gia cá rô tí hoặc là gia cá rô tí cũng được. Chữ đó nó xài được hai trường hợp. Hoặc là mình có chữ gì nó liên quan đến chữ ô này. Mano tí thưa sư. Mano tí. Mano tí là gì? Là biết. Mana, ngữ căn mana. Mana. Càng mạnh nát cộng với ô cộng với tí chữ mạnh nát là cái chữ ngữ càng mạnh nát này nó còn được sử dụng ở trong trường hợp danh từ nó là mạnh nát là ý âm hoặc là ý nữa, nó thuộc về nhóm danh từ đặc biệt. Nhóm danh từ gì? Rồi giờ mình tạm bao nhiêu đó, giờ mình sang nhóm ngữ căn thứ bảy. Ngữ căn thứ bảy đó là nhóm ngữ căn chura, tức là chura đi cái nát. Nhóm này thì có hai tiếng vị ngữ đó là nê và na giác. Nê và na giác. Ví dụ như làm có động từ cho rê tí, tìm từ ngữ căn chú rá cộng với nê cộng với tí. Nhưng mà để ý đó là ở trong nhóm này á, ở trong nhóm này á thì cái tiếp vị ngữ, cái chữ ná ở trong tiếp vị ngữ á, nó luôn bị xóa bỏ. Thứ hai đó là, và khi xóa bỏ xong á, nếu âm đầu của ngữ căn, âm đầu của ngữ căn là u hay là u thì nó sẽ biến đổi thành e, biến đổi u nó biến đổi thành o, u biến đổi thành o, còn nếu mà y thì nó biến đổi thành e. Ví dụ ở trong trường hợp này nó là chu rác thì nó là u. Để khi nó cộng với tiếng Việt ngữ nê thì chữ ná này nó bị xóa bỏ đi, thì chữ cú này nó biến đổi thành ô, thì mình mới được là động từ cho rô tí. Cho rê tí. Và ở đây động từ mình cũng thường gặp đó là đê xê tí. Đê xê tí thì nó từ ngữ căn đó là đí xá rồi cộng với nê cộng với tí thì chữ ná nê ở đây nó bị xóa bỏ đi, chữ ná nó bị xóa bỏ đi thì khi mà nó xóa bỏ thì chữ tí hoặc dù là chữ y của ngữ căn á nó sẽ biến đổi thành e, nó biến đổi thành e thì ở đây chúng ta mới được đó là dc tí. Dc tí. Bạch sư, chữ aro chê tí là động từ nói ra tâu có được không sư?
Arojeti. Dạ. Trong từ Arojeti thì được. In. Động từ này nó lại không nằm ở trong trường hợp. Thưa sư, cái động từ mà đi xá mà thấy, từ thấy hồi bữa phần đầu á sư giải á, như là bát sát tí á, là ngữ căn đi xá, còn ngữ căn đi xá tí là đi xí hả thưa sư? Ừ? Tại cái vị ngữ, cái vị ngữ cuối á, thường hay bị bỏ người đi xá, đọc đi xá mà có cái con thấy như là, ví dụ mà bát sát tí thì ngữ căn là đi xá. Dạ, đi xe tí, ngữ con cũng là đi, mà đi tí. Sao đi tí? Tại con thấy là hai chữ này nè, ngữ con dùng cái từ bác sát tí, bữa mà bữa đầu sư dạy á, thì ngữ con cũng là đi xá. Nhưng mà đi xe tí. Tại tiếp cái cuối, bị người cuối, cái tiếp như là cái chữ chó của đi xá. Thường con thấy trong cái cuốn ngữ con á, có viết thêm chữ cuối đầu, cuối mà bị bỏ bớt á. Chứ đi xá bỗng bớt chữ á rồi. Làm sao xuống hiểu lắm, sao xuống hiểu. Ý con nói, ví dụ một cái từ mà bá sá tí, hiểu căn là cũng đi xá. Ừ. Rồi, đi xá tí thì cái căn cũng là đi xá, chữ đi xá, nhưng mà cái chữ cuối, ví dụ mà đi xá đi. Như là chữ đi xá bá sá tí thì có chữ á cuối, bỏ chữ á thì đọc chữ đi xá mà bỏ bớt một chữ nữa. Còn thấy ngữ căn mà đề xếp tí, chữ cuối là chữ ý, bị bỏ. Trong bộ ngữ căn á. Bỏ gì? Không thích, ý con nói là cái ngữ căn, nhưng mà bác sách tí là cũng ngữ căn là đi xá. Vậy đề xếp tí, ngữ căn là đi xá. Nhưng mà hai cái nghĩa nó có khác nhau không thưa sư? Cái này là giống như nói lúc nãy, tại cái nghĩa của cái ngữ căn á. Nhiều khi một cái ngữ căn á nó được xài ở ở nhiều nhóm khác nhau, chứ nó không phải là xài một nhóm. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là không phải cái ngữ căn nó chỉ có một nghĩa mà có nhiều nghĩa. Giống như ở trong trường hợp này, khi mình xài động từ DC tí á, thì nó không phải là cái ngữ căn của nhóm một, mà nó là nhóm ngữ căn của nhóm 7. Cái nghĩa nó cũng không thể nào dịch là thấy giống như là ngữ căn của nhóm 1. Nó phải dịch là thuyết hoặc là biểu diễn. Tại cái nghĩa nó khác, rồi nó ở khác luôn ở cái nhóm ngữ căn khác. Dạ, tại con thấy nó đâu có làm dấu hiệu á, ở cuối câu, ở cuối đó nó có chữ gì, chữ áo hoặc là chữ ý. Trong ngữ căn, con nói trong ngữ căn. Con thấy trong cái cuốn ngữ căn. Hiểu gì? Ví dụ chữ đi xá đi thôi, thì đi xong chữ xá nữa, nhưng mà bỏ bớt cái chữ á rồi. Nếu mà đọc là đi xá thì mà bỏ bớt chữ á rồi đó. Nếu mà câu này không phải, trong ngữ căn là nó không có cái âm cuối, nó vòng vòng nãy giờ. Trong ngữ căn là nó không có cái âm cuối, nhưng mà bây giờ để người ta dễ đọc á, để phân biệt được ngữ căn có hai âm, thì các nhà loan phạm người ta khuyên mình đó nên thêm cái chữ á cho nó để mình đọc. Chứ cái ngữ căn thì nó không có cái âm cuối, ở những ngữ căn hai âm như vậy thì nó có âm cuối, hoặc là ba âm thì nó có âm cuối. Dạ. Thì người ta thêm để người ta đọc nó thôi. Dạ. À, còn nếu không thêm như vậy các tử đọc điếp điếp thì nó đâu thành hai âm nữa, nó thành một âm mất rồi. Dạ. Rồi thành ngữ căn đơn âm rồi, cho nên người ta phải thêm chữ á để mình đọc, đó là điếp phá. Thì mình mới biết đó là ngữ căn đa âm, tức là từ hai âm trở lên, từ hai âm trở lên. Còn cái này thì nó cũng hơi là qua lại một tí. Dân tì tí. Ở đây nó có một cái cấu trúc lạ mà tôi cũng không có để ý. Bây giờ tới khi giảng thì mới trong trường hợp ngữ căn là Palayati là hộ trì,
Trái đêm từ ngữ căn đó là pha lá. Ở đây thì người ta sử dụng tiếng Việt ngữ đó là na giá, còn cái tí. Ở đây nếu mà trường hợp nó ngữ căn đó là á thì nó được trường âm lên thành a, nên mình mới được đó là pa lá giá tí. Chữ lá mình bỏ nó đi thì chữ pa này nó thành chữ pa lá giá tí. Nhưng ở đây mình có cái ngữ căn chim tá giá tí. Chim tá giá tí thì ở đây nó ngữ căn đó là chim tá. Chim tá nó cộng với nấy giá, hoặc là e hay là nê hay là nấy giá thì cộng với tí. Ở đây thì ở dạng này thì cái chữ ý nó không được nó không có được thay đổi thành chữ e. Có thể là nó có một cái dấu hiệu chỗ này để mình nhận biết nó, đó là nếu mà cái âm cuối của ngữ căn đó là nó ở dạng phụ âm đôi. Ví dụ ở trong trường hợp này mình thấy nó dạng phụ âm đôi nè, tức là mình có chữ ná với lại chữ tá, thì cái âm đầu của ngữ căn nó không có được thay đổi. Cái này mình để ý thêm cái phần đó, cho nên ở đây mình không có thấy là thay vì chữ ý nó biến đổi thành chữ e thì nó vẫn giữ nguyên. Còn các trường hợp còn lại á, các trường hợp còn lại á, hầu như là nó đều thay đổi, đều thay đổi. Để chỉnh lại cái phần này để cho nó hợp với cái công thức của bài học này, cái ví dụ thứ tư này. Nhưng mà đến khi mình học, nếu mình gặp ở dạng này thì mình sẽ giải thích thêm, tại cái động từ ở dạng này nó cũng được sử dụng khá nhiều. Ví dụ như là chim tê tí, thay vì chim tái cho tí thì mình cũng gặp nó ở dạng chim tê tí. Thì trong trường hợp đó nó sử dụng ở dạng nê, nhưng mà cái âm đầu của ngữ căn nó cũng không có thay đổi. Ở dạng e này thì mình gặp khá nhiều. Ở dạng e này thì mình gặp khá nhiều. Từ đó nay mình học động từ ở dạng e thì mình học khá nhiều. Ví dụ mình có động từ cái gì hiện nay tôi phải nói đó. Ni man tê tí. Như vậy thì mình sẽ được cái câu công thức mà tôi nói lúc nãy rồi. Thì ở đây mình có tiếp đồng ngữ ní cộng với manh tán. Manh tê tí hả? Tại nó học cái quyển này nó đòi hỏi mình phải nhớ dữ lắm, chứ nếu không là rất khó để mình có thể giải quyết được các vấn đề ở trong cái quyển 3 này. Cho nên khi mình dạy cái quyển 3 này đó, nếu mà ai mà đứng ra mình dạy cái quyển 3 này được thì phải nói là cái kiến thức mình phải khá một tí thì mình mới có thể đứng ra mình này, hướng dẫn cái quyển 3 này được. Còn không thì rất khó, không thể nói xuôi được. Thì nó đòi hỏi mình phải nhớ rất là nhiều, nhất là nhớ được các ngữ căn, nhớ được các tiết đồng ngữ thì mình mới có thể phân tích được. Nếu mà mình không nhớ được ngữ căn, không nhớ được các tiết đồng ngữ thì chúng ta không làm gì được. Làm từ tiết bị ngữ tí với lại từ manh tác, ngữ căn manh tác cộng với nê cộng với tí. Thì ở đây mình thấy là đúng ra cái chữ á này á, khi cái chữ nê nó bị xóa bỏ đi thì chữ ná nó bị xóa bỏ đi thì chữ á này nó phải được trường âm lên. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy là chữ á này nó vẫn được giữ nguyên. Lý do đó là ở đây mình có là cái âm cuối của ngữ căn á là nó dạng phụ âm ghép nè, nó có chữ ná với chữ tá, nó giống như là chinh tá và tí lúc nãy. Chinh tá và tí lúc nãy còn là một cái động từ mà hôm đó mai mình cũng học rất là nhiều, đó là động từ
phô chi tí. Phô chi tí. Phô chi tí động từ phúng dường đó. Thì ở đây nó từ cái ngữ căn đó là phú chát cộng với nê cộng với tí. Thì ở đây mình thấy là lá nó bị xóa bỏ đi và âm ú. Âm ú ở đây nó được trường âm lên thành âm u. U u có thể đổi u có thể đổi bằng ô, hoặc là chữ u nó có thể được trường âm lên thành chữ u cũng có. Âm lên bằng chữ u cũng có. Ở đây trong trường hợp này u nó chỉ được trường âm lên thành chữ u. Mình được đó là phô chê tí. Phô chê tí. Bạch sư, xin sư giảng cho cái từ Pa pa se tí là chói sáng nhỉ? Pa pa se tí. Dạ. Pa pa se tí. Pa pa se tí. Thì ở đây mình có tiếp động ngữ đó là phá. Cái chữ này là nó nằm ở trong bài kinh hạnh phúc mà chúng ta thường đọc nó. Ngữ căn của nó ở đây đó, ngữ căn tha phát. Ngữ căn tha phát cộng với nê. Thì ở đây đó chúng ta thấy là ở trong trường hợp nếu mà cái ngữ căn á nó ở dạng đoạn âm, tức là dạng âm ngắn, thì mình có thể trường âm nó lên hoặc là đổi nó. Ví dụ ý y có thể đổi thành e, hoặc là u u có thể đổi thành o, hoặc là u được trường âm lên thành u, hay là ý được trường âm lên thành y, hoặc là á được trường âm lên thành a. Mà nếu mà ở trong trường hợp này âm đầu của ngữ căn của nó đã được trường âm rồi, thì mình chỉ xóa chữ lá thôi, đừng viết nó lại. Pa se tí động từ này thì dịch là làm cho chói sáng. Nếu mà nó làm cho chói sáng thì ở đây làm cho chói sáng. Nếu làm cho chói sáng thì nếu phân tích thì phân tích nó như vậy. Nhưng mà cái nhóm ngữ căn của pa xá, nhóm ngữ căn của pa xá thì nó không phải là nhóm ngữ căn nhóm ngữ căn chú rác, mà tại vì nó đi với tiếp vị ngữ e ở trong trường hợp này, nê ở trong trường hợp này á, là bây giờ nó đi theo tiếp vị ngữ của lối nói, lối nói. Sau này ở bài 2, bài 3 gì đó chúng ta sẽ học thêm về cái lối nói, tức là ở lối nói nào người ta phải sử dụng tiếp vị ngữ nào. Giờ mình phân tích thì phân tích được như vậy, nhưng mà để mình hiểu cái này thì mình phải đến cái phần bài lối nói của động từ thì mình mới hiểu được. Dạ, sa thuyết con cảm ơn. Ở đây mình chỉ dịch nó là sao, là thỉnh mời, là cúng dường,
tức là nếu mà nó ở nhóm ngữ căn chú rác, nhưng mà nếu mà nó không phải là nhóm ngữ căn chú rác mà nó thì chữ nê á, là mình phải dịch đó là khiến cho chiếu sáng, làm cho chiếu sáng. Bảo. Nếu không không phải là nhóm mà là ở dạng thẻ sai bảo á, dạ. À, thẻ sai bảo á, nó dạng thẻ sai bảo. Tại ở dạng thẻ sai bảo thì nó phải xài chiếc chuyện ngữ này. Ừ. Ở dạng ngữ căn nó khác, ở dạng thẻ sai bảo nó khác nữa. Nên à, nó khác nữa. Nó cũng khá phức tạp với chúng ta khi mà học ở quyển 3 này. Dạ. Nhưng mà đến khi mình nắm được rồi thì mình thấy cũng vui, tức là nó có nhiều cách của nó về cái cách hình thành động từ. Và từ đó mà ở trong Bali nó có nhiều từ ngữ như vậy. Rồi đó là nhóm thứ 7. Nhóm thứ 8 đó là nhóm ngữ căn ga hát. Dạ. Nói là nhóm ngữ căn chứ thực sự là trong cái nhóm này á, nó chỉ xài có một ngữ căn ga hát thôi. Xài với hai tiếng vị ngữ đó là na ha với lại pa pa. Na ha với lại pa pa. Dạ. Có thể là nó được liệt kê vào một nhóm thì tại vì cái ngữ căn này nó không xài chung được với các nhóm kia. Nó có cái riêng của nó cho nên người ta liệt kê cho nó một nhóm thôi. Tại bây giờ ví dụ như là nhóm 1 có 3 người, nhóm 2 có 4 người, nhóm 3 có 2 người gì đó. Rồi còn lại dư người. Nhưng mà đưa họ vô người nào, nhóm nào người ta cũng không có chịu. Thì cuối cùng người ta, mặc dù nó có một mình nhưng mà phải liệt kê cho nó là một nhóm. Liệt kê cho nó một nhóm. Thì ở đây mình có ví dụ như động từ này, và cái dạng động từ này mình lại sử dụng rất là nhiều bằng cách là sử dụng tiếp động ngữ cho nó. Dạ. Ví dụ như là ganh ha tí, ganh ha tí, thì mình từ ngữ căn gá hát cộng với nó ha cộng với tí. Bây giờ mình nói ra trong đây trước đây để chúng ta sẽ nói thêm sau. Hoặc là ở đây mình có là út ganh ha tí. Động từ là học, thì ở đây nó lại là tiếng Việt ngữ cú, có tiếng Việt ngữ cú cộng với hát, rồi cũng cộng với nó ha, cộng với tí. Hoặc là ở đây mình có là có tiếp ganh ha tí, là tiếp nhận hoặc là nhận lấy. Thì ở đây nó lại có là tiếp động ngữ có tí, rồi cộng với nó hát, cộng với nó ha, cộng với tí. Rồi mình lại có động từ khiếp bất tí. Khiếp bất tí. Động từ này thì cũng ít có xài, nhưng mà tại ở trong văn phạm thì cái lưu lại thì mình viết lại thôi. Đó là nắm hoặc là lấy. Thì nó cũng từ ngữ căn gá hát. Rồi chữ gá hát này nó được biến đổi thành chữ khê đi. Chữ khê rồi nó còn với tí từ ngữ phá phá. Rồi nó còn với tí. Nên mình được nói là khiếp bất tí. Và ở dạng này thì nó chỉ sử dụng một mình nó với tiếng Việt ngữ pa pa thôi. Mà ra này nó cũng không có sử dụng ở trong trường hợp khác. Nó hơi đặc biệt tí nhưng mà nó cũng ít. Cho nên mình có thể để ý mà nhớ nó được. Ở đây nó nhiều nhất đó là xài với tiếng Việt ngữ nó ha. Với tiếng Việt ngữ nó ha. Coi coi mình có ganh ha tí, út ganh ha tí, bát tích ganh ha tí. Rồi mình có cái gì nữa? Bắt ganh ha tí. Bắt ganh ha tí là cầm lấy á. Dạ. Anh sẽ đến bắt ganh ha tí. Tá chào. Bắt ganh ha tí. Nó xài được cái này, nếu mà nó xài thành một thành ngữ đó là anh chết linh.
Angelin Pagan Hati, tức là chắp tay tá chạm. Chắp tay tá chạm. Thì đó là nhóm nhóm số 8. Nhóm 8 thì chỉ có mình chỉ có nữ căn là ga hát tại với hai trí tiền nữ đó là na ha và pa pa thôi. Và đây là một số nhóm nữ căn, một số nhóm nữ căn mà người ta đã sắp xếp cho mình, một số nữ căn được sắp xếp theo nhóm, tức là nó còn nhiều nhiều lắm, nhưng mà ở đây người ta liệt kê cho mình một một số trường hợp. Thưa sư, cho con hỏi sư, cái từ hô tí, hô tí là ngữ căn hu, ý là sao mà tại sao mà ghép vừa hô tí mà nó lại ngữ căn hu mà cộng với ô cộng tí mà đổi thành là nhóm một? Ví dụ như là có ngữ căn hu. Gì nói gì không nghe? Ý con nói từ hô tí, thưa sư, hô tí là ngữ căn hô cộng á tí mà sao đổi thành ô, ý là sư dạy cái phần đó cho tụi con hiểu. Ở nhóm 1 á nè. Trong nhóm 1 nè. Là có. Ở đây mình trước tiên nói là cái ngữ căn hô. Ngữ căn hô thì nhưng mà động từ của nó là gì? Nhân căn khu động từ của nó là gì không? Là có trở thành động từ gì? Không có tí. À, động từ phá một tí. Không phải là nó ngữ căn thứ nhất là nó có sự thay đổi, nó có vậy. Thì mình thấy ở đây chữ u ở đây đó là nó được đổi thành chữ ác quá. Yeah. À, đổi thành chữ ác quá, tức là nó phải đổi thành chữ này. Ác quá. Thì sau đó nó mới trở thành động từ phát có tiếp. Nó không mới á rồi nó áo quá, nơi thành áo quá rồi nó không mới á, không mới tiếp. Thì mình mới được là phát có tiếp. Ở đây thì ngữ căn ít khác. Ít khác là thấy. Ít khác là thấy. Thấy có động từ là ít khát tí, khá ná là đào, có động từ là khá ná tí, cái động từ này mình cũng đã học rồi. Mình có tiếp vị ngữ đó là ngữ căn đó là khí phát, là thải hay là liền, thì làm có ra động từ là khí phát tí, khí phát tí, hoặc là ngữ căn gam mát, thì dịch là đi đến. Và mình gặp động từ, cái động từ này mình gặp nhiều, nó ở dạng hiện tại đó là động từ gây cho tí. Dạ. Thì ở trong trường hợp đó thì cái gamma nó được trở thành là gây khác. Nhưng mà ở quá khứ với lại ở thì bị lai á, chúng ta thấy là người ta ít sử dụng nó ở dạng gây cho tí lắm. Thường là người ta biết nó ở dạng là ví dụ như là gam mí, ác gam mí, gam mí sát tí hoặc là gam mí xanh tí, chứ người ta ít biết nó là ở dạng là cái chi ai cái chi hoặc là cái chi sát tí hay là cái chi xanh tí, người ta ít nó biết như vậy. Mặc dù ở trong bài tập thì mình gặp ở dạng cái chi ai cái chi gì đó nó rất nhiều, lý do là tại mình mới học thì người ta sử dụng cho mình quen thôi. Chứ nếu mà chúng ta học ở trong văn bản chính của nó thì đã ít có biết như vậy. Cho nên ở trong đoạn văn đó, trong đoạn văn là sư sử dụng nhiều là sử dụng dạng gam mí ăn gam mí hoặc là cái chí ăn cái chí để cho các tử gam mí sa tí hoặc là gam mí san tí để mình làm quen khi mình đọc không văn bản chính. Tại vì cái ngữ căn này á, bên cạnh nó có động từ là cái chất tí,
thì là nó cũng có động từ ở dạng đó là, tức là dạng nguyên của nó là gamati. Gamati nó cũng có ở dạng đó, nhưng mà không biết sao là ở thời hiện tại người ta lại không sử dụng cái động từ gamati, người ta chỉ sử dụng động từ nó là agachati thôi. Chỉ ở quá khứ vị lai thì người ta mới xài nó ở dạng sao này. Cho nên ở hiện tại thì mình cũng hạn chế sử dụng nó, tại vì người ta không sử dụng, mình sử dụng dù nó có trong trong từ điển, có trong ngữ căn á, mình sử dụng là không giống ai. Cho nên mình cũng để ý đó. Ở trong từ Bhupati là bảo vệ, như là từ này thì khi mà nó sử dụng ở dạng ngữ căn, căn ở đây chúng ta thấy là Bhupati ở trong trường hợp này khi mà nó sử dụng ở dạng nè, đến khi mà nó hình thành ở ở dạng động từ á, thì nó vẫn sử dụng ở dạng động từ đó là Bhupati. Bhupati là chữ U nó vẫn được đổi thành chữ O, Ngô Bất Tí, nhưng mà nó Ngô Bất Tí chứ nó không phải là Ngô Phê Tí. Ngô Bá Giá Tí hoặc là Ngô Phê Tí, tại vì nếu mà nó là Ngô Phê Tí hoặc là Ngô Bá Giá Tí thì nó trở thành ở dạng sai bảo, còn cái này nó chỉ là Ngô Bất Tí. Cho nên nó vẫn là nhóm ngữ căn duy nhất. Cái đi xá thì giống nói lúc nãy rồi, đi xá thì đổi nó thành là phát xá. Rồi được đồng từ đó là phát xá tí. Phát xá tí là thầy. Nhóm ngữ căn đồng ngữ căn bái chá và nấu, cái này cũng gặp thường, đó là bái chá tí, nó không có thay đổi. Hoặc là mara thì phải là mara tí là chết, mà cũng không có thay đổi. Mà khi mình thấy nó là mare tí, mare tí là nó trở thành là khiến chết. Để trong trường hợp đó là nó đã sử dụng ở dạng thể thay bảo theo lối nói của động từ. Rồi lắp hát là được, mình có động từ lắp hát tí. Cái ngữ căn phú này á, có hai trường hợp, đó là phú hoặc là phu. Có một số sách thì người ta nói là cái gốc của nó là chữ phú hoặc là chữ phu, là u trưởng âm lên. Nhưng mà đến khi hình thành thành động từ á, từ phú phu ở trong dùng nó là phú hay là phu, nó đều thay đổi thành chữ ô, cho nên mình mới được là động từ là hô tiếp. Động từ là hô tiếp, chứ nó không có gì vậy. Cái đó nó thay đổi ngữ căn, người ta quen sử dụng nó, người ta thay đổi thôi, chứ nó không có gì. Cái nhóm 2, ngữ căn nhóm 2 thì có là nhóm ngữ căn ú khác. Thì hôm trước mình có động từ run tiếp, run thê tí, run thi tí đó, hoặc là run thát tí. Nhóm ngữ căn chi tá thì có là chinh tá tí. Nhóm ngữ căn ngữ căn phu chá thì có động từ là phun chá tí. Nhóm ngữ căn phi tá thì có động từ đó là chinh tá tí. Nhóm cái ngữ căn mút chá thì có là mút chất tí. Mún chất tí, xin lỗi, mún chất tí. Mún chất tí. Ví dụ như mình có động từ đó là pháp mún chất tí. Pháp mún chất tí. Nhưng để ý cái ngữ căn này á, nếu mà nó là
là mút chất tí. Chứ mà nó động từ của nó là mút chất tí thì nó giống như căn khác. Nếu mà mún chất tí, ví dụ như là mún chất tí thì cho nó là mún chất tí. Mún chất tí, mún chất tí. Thì ở đây là nó thuộc nhóm 2, tức là đệ nhị. Tức là từ nhóm 2 thì mình có gì? Ngữ căn mú chá. Nó cộng với tiếp vị ngữ ở đây đó là tiếp vị ngữ á, cộng với thêm với ăn. Thì mong lại được động từ đó là mú chá tí. Nhưng mà nếu mà mú chá tí thì nó lại thuộc là nhóm 3. À, thuộc nhóm 3, tức là từ ngữ căn mú chá. Nhóm 3 thì có tiếp vị ngữ giá. Thì âm cuối tiếp vị ngữ giá nó bị đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, tức là giá nó biến đổi thành nó cùng giá cùng với chá, nó thành là chá chá, cho nên mình được là muối chất tí, ghi muối chất tí hoặc là có muối chất tí. Nghĩa thì giống nhau nhưng mà cách viết thì là khác nhau do nó sử dụng ở nhóm ngữ căn khác nhau. Lipati, lipa thì mình được đó là limpati, limpati. Ở đây mình thay đổi chữ nó theo nhóm, theo nhóm. Ví dụ rutha thì nó nhóm ba thì chữ ăn nó đổi thành chữ nát. Cái này cũng thuộc nhóm ba. Này nhóm hai thì chữ ăn nó đổi thành chữ nhát. Cái này thuộc nhóm ba. Còn cái này thuộc nhóm hai thì đổi thành chữ nhát. Cái này thì thuộc nhóm năm thì mà chữ ăn nó ở thành chữ mát, mình được là đi một tí. Rồi nhóm ba là đề tam thì mình có chữ tí quá, thì động từ mình có đó là ipati. Ipati là chơi đùa. Cái chữ phú thá là giác ngộ, thì mình có động từ đó là phú chá tí, tức là chữ thá này với chữ giá nó đổi thành, nó động biến dạng, người ta gọi là động biến dạng, nó đổi thành chữ chá chá, nó đổi thành chữ chá chá, cho nên mình được là phú chá tí là giác ngộ. Mà thường động từ này á, người ta ít có sử dụng nó ở dạng ngữ căn không, tại nhất là chỉ cho cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì thường có thêm tiết động ngữ là Ati Uchati hoặc là Ati Uchati, thêm tiết động ngữ đó nữa. Tại cái chữ giác ngộ mà trong cái ý nghĩa là sâu sắc đặc biệt. Rồi có động từ Musati, Musa căn quên. Để đây mình có là mút sát tí thì giá nó đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, nó biến thành chữ sát, mình được là mút sát tí. Còn là mút hát, mút hát thì được là mùi hát tí. Mùi hát tí tức là chữ giá nó đổi vị trí với chữ khác, mình được đọc là mùi hát tí. Còn giúp thác, giúp thác thì ở đây mình thấy chữ thác này nó giống chữ thác trên này, cho nên nó có cái công thức biến đổi giống như này, tức là chữ thác chữ giá nó đồng biến dạng thành chữ chặt chắn, cho nên mình được là giúp hát tí. Giúp chắc tí là đánh nhà. Ở đây thì cái chắc tí, cái chắc tí là biến đổi. Thêm chữ giá nó đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, nó biến đổi thành chữ trái, mình được là cái chắc tí.
chi quá thì mình được đầu từ đó là sympathy. Sympathy chữ chi giá nó đồng hóa với âm cuối của ngữ căn, nó thành hai chữ quá, và hai chữ quá này thường người ta đổi nó thành hai chữ pháp quá, cho nên mình được nó là sympathy. Nó giống như ở đây là sympathy. Rồi âm cuối nhóm 4. Nhóm 4 thì mình có là nona una, nona una. Thì ví dụ như là suna tí. Nãy là pa una tí. Thi na tí. Thu na tí, giờ phòng hộ. Út na tí. Đang tới sắc cu na tí là có thể. Tức là mình chỉ dùng mà mình phải nhớ là ví dụ mình thấy nhóm ngữ căn này, nếu mình đã biết nhóm ngữ căn này rồi thì chỉ cần mình nhớ tiếp kỳ ngữ của ngữ căn thì mình ghép nó vô. Nếu mình ghép trường hợp này không được, ví dụ như là bây giờ ngữ căn sắc cá, bây giờ ngữ căn xú đi, nếu mình ghép là su na tí su nô tí thì nó quá dễ rồi. Nhưng giờ nếu mình muốn ghép với una thì làm sao đây? Bây giờ vậy bây giờ mình muốn ghép với una thì làm sao mình ghép nó? Để trong trường hợp vậy mình thấy nó có hai chữ u đứng kế bên nè, hoặc lấy chữ khi thì nó cũng là una khi rồi una nữa. Dạ. Thì nếu mà mình chưa thấy người ta sử dụng thì thôi mình sử dụng nó bỏ đi. Ví dụ với ngữ khác, dạ, ví dụ tiếp ngữ khác, ví dụ mình có thể sử dụng với no với na thôi là được rồi. Miễn sao mình có được cái cách để sử dụng nó thôi. Dạ. Tại ở trong cái ngôn ngữ đó, mình không thể biết nó hết được tất cả các trường hợp sử dụng nó. Dạ. Cho nên cái nào mà mình thấy nó không dùng, mình đã từng thấy người ta sử dụng thì mình sử dụng thêm. Dạ. Rồi nhóm ngữ căn thứ năm đó là mình có tiếp vị ngữ na, thì mình có đó là ký na tí. Nó chỉ có một chữ na thôi thì nó quá dễ. Ký na tí, ký na tí, ký na tí, ký na tí. Chỉ có ngữ căn nha thì mình để ý nó một tí. Ngữ căn nha thì nó thay đổi đó là cha na tí. Nha đổi thành cha. Cha na tí. Cái ngữ căn này, cái chữ ma đo lường này nó cũng thay đổi, tức là nó là mi na tí thì phải. Dạ, mi na tí. Mi na tí chứ nó không phải là ma na tí. Cái đó là một số thay đổi nó hơi bất thường. Mi na tí. Mi na tí thì mình chỉ có để ý nó ở trong trường hợp nó thay đổi bất thường. Rồi lúc na tí. Lúc na tí. Rồi nhóm thứ 6. Nhóm thứ 6 đó là nhóm thứ 6 nãy thì mình có ô di ra. Mà di ra hồi nãy giống như nói là nó chỉ xài với ngữ căn cá rá thôi. Dạ, còn lại thì hầu như là xài ở dạng ô. Thì ở đây mình sẽ được nó là tán ô tí, cá rô tí hoặc là cái di ra tí. Cha cá rô tí, cha cá rô tí, hoặc là mano tí, sắc cổ tí, sắc cổ tí, đó là mình sử dụng nó ở dạng ô hết. Rồi nhóm thứ 7 thì mình phải nhớ tiếp kỳ ngữ của nó, đó là nê hoặc là giác. Thì ở đây mình nhớ một số thay đổi nó là có thể là u nó biến đổi thành e, hoặc là u nó đổi thành u. Dạ, nhưng mà cái ngữ căn này thì người ta thay đổi nó thành ô, cho nên nó là cho rê tí. Nó là cho rê tí. Ở đây thì nếu mà âm cuối của ngữ căn nó là dạng phụ âm ghép thì mình có thay đổi nó thành chim tác giá tí hoặc là chim tê tí. Ở đây thì nó cũng vậy, tức là âm cuối của ngữ căn nó dạng phụ âm đôi thì mình giữ nguyên nó, đó là tắc kê tí hoặc là tắc cá chế tí. Tí tá thì là đê tê tí.
Pa-le-te-ti. Pa-la thì là pa-le-ti. Man-ta thì là man-te-ti. Còn ngữ căn thuộc nhóm đề bát thì mình chỉ có ga hát. Có thể nhớ hai chữ đó là gan ha tí rồi hepati. Thì đó là nhóm ngữ căn, tám nhóm ngữ căn và một số ngữ căn được liệt kê theo nhóm. Nhưng mà nhiều nhất á, trong tám ngữ căn này là nhiều nhất là chỉ ở nhóm một. Là nhiều nhất trong không biết là trong cái Nguyễn Tầm Nguyên ngữ căn này mình có đủ 1625 hay không anh, nhưng mà theo các giới thiệu thì mình có 1625 ngữ căn, tức là khoảng bao nhiêu đó để hình thành không những động từ không mà từ cái ngữ căn này người ta cũng hình thành danh từ, tính từ gì đó, nó cũng hình thành từ ngữ căn này. Nhưng các loại từ loại mà đến khi người ta sử dụng thì người ta phân ra, phân ra. Rồi còn một phần văn phẩm nhỏ mình học cho hết luôn để kỳ sau mình sửa bài tập. Quá khứ cách, hôm trước là mình đã học về thì quá khứ. Thì quá khứ hôm trước đó là ngày xưa cái chữ thì quá khứ hôm trước đó là mầm học đó, thì ta nói đó là thì quá khứ, mà quá khứ mà nó xảy ra trong ngày hôm nay, tức là quá khứ gần đó. Nó chỉ dùng cho cái quá khứ gần thôi. Nhưng ngày nay thì hầu như người ta sử dụng cái thì đó nên là sử dụng cái nghĩa quá khứ đó là phổ thông cho tất cả các trường hợp. Nhưng mà theo cái văn bản ngày xưa thì người ta vẫn ghi lại vẫn còn quá khứ cách, rồi nó vẫn còn bất định khứ cách, tức là nó có ba dạng quá khứ theo cái bản ngày xưa. Thì quá khứ cách ở trong trường hợp này người ta gọi nó là hay dắt tân ni ghi pháp tí, hay dắt tân ni ghi pháp tí quá khứ cách. Hay là nói theo thầy thì nó là Hiyo Papu Ya Ti Tạc Ca Quá, tức là quá khứ mà xảy ra ở trong ngày hôm qua. Và nếu mà cái quá khứ đó được xảy ra trong ngày hôm qua thì người ta sử dụng theo cái bản kia này. Nếu mà chúng ta học mấy cái này chúng ta thấy là Bali nó sử dụng chặt chẽ hơn. Tức là nếu mà cái quá khứ trong ngày hôm nay thì mình phải sử dụng cái bản chi khác. Quá khứ mà xảy ra ngày hôm qua thì phải sử dụng cái bản chi khác. Và cái quá khứ mà không ước định được thời gian thì phải sử dụng một cái bản chi khác. Đó là cái văn bản này chưa. Yeah. Ngày nay thì người ta đơn giản nó bớt để cho nó dễ một tí. Nhất là cái bản, tại nó có ở trong văn bản văn phạm cho mình học thêm để mình biết thêm. Khi mà mình thấy thấy các động từ ở dạng này thì mình cũng biết nó đó là ở dạng quá khứ cách, tức là quá khứ xảy ra trong ngày hôm qua, hoặc là bất định khứ cách, tức là quá khứ mà xảy ra không biết được thời gian, không ước định được về mặt thời gian, hoặc là hiện khứ cách, tức là quá khứ mà xảy ra trong ngày hôm nay. Thì ở đây mình có đồng thí dụ, người ta cho mình cái câu ngắn đó là So Agama, anh ấy đã đi rồi. Thì người ta hiểu, khi người ta thấy chia như vậy á, đương nhiên người ta sẽ hiểu là gì, đi rồi ở đây tức là nói đi rồi ngày hôm qua, đi từ ngày hôm qua. Người ta hiểu ngay là như vậy, không cần phải sử dụng trạng từ chỉ thời gian là hay vô. Và là câu 2 thì Brahma Bhagavan Tang Ima Hi Gatha Hi Avuchat, Phạm Thiên đã bạch với Đức Phật bằng những bài kệ này. Thì ở đây cái động từ Avuchat,
cái chữ Agama này là động từ gây cho tiết á, cái chữ tiết á, nhưng mà quá khứ thì giống như nói lúc nãy, quá khứ là từ người ta sử dụng nó ở dạng động từ gắm tiết, và ở đây người ta thêm cho nó giống như gây chí, ăn gây chí gì đó, thì ở đây nó cũng thêm chữ ăn vậy. Bùi chát, bùi chát là đã nói, đã nói. Hoặc là ở đây mình dịch thoáng một tí đó là đã bạch, đã bạch với Đức Thế Tôn bằng những bài kệ. Và đây là động từ ở dạng bản chia động từ ở ở quá khứ cách. Thì mình có ngôi thứ nhất số ít đó là Apacha, Apacha, tức là mình thêm cái gì, thêm chữ ác cho nó ha, thêm chữ ác cho tất cả các trường hợp. Ở quá khứ á, thì có khi thêm ác, có khi không thêm ác, cái đuôi nó cũng khác nhau. Còn ở quá khứ cách thì cái nào cũng phải thêm ác, và cái đuôi nó cũng khác ha. Apacha, Apacha, số nhiều thì Apachu. Ngôi thứ hai mình có toan đó là Apacho. Tông khe số nhiều, tông khe đó là Apachatha. Ngôi thứ ba số ít đó là Ahang, thì mình có Apachang. Số nhiều mấy dân thì mình có Apachamha. Lúc mà quý sư học theo cách tóm tắt mà ngày xưa, quan bản ngày xưa đó, ví dụ ở thầy như vậy, người ta chỉ học nó 6 chữ. Người ta chỉ học nó 6 chữ thôi, tức là ở đây chúng ta thấy nó kết thúc bằng chữ ác, thì nó là ác, ở đây là chữ u, thì đọc chữ u thôi. Rồi ở đây là chữ o, ở đây thì mình có chữ ách thác, thì cái đuôi của nó là thật ra nó là tá thác. Rồi ở đây mình có chữ ăn, ở đây thì có chữ âm hát, thì người ta học nó đó là a u o ta tha, ăn tha là xong. A u o ta tha ăn tha, a u o ta tha ăn tha là xong sáu chữ. Rồi người ta học thêm một cái công thức đó là tất cả các trường hợp nó được thêm chữ ác. Rồi trường hợp một thì ác nó có thể được thường âm lên thành a. Rồi vậy là xong. Hay bạn quá về tất cả các động từ đưa vào thì cứ chi như vậy. Ví dụ như ở trong trường hợp này, nếu người ta cho mình động từ đó là động từ đó là chí na tí, ví dụ vậy, chí na tí thôi, động từ ở dạng án giống nhau để cho nó dễ. Về là từ gì ta, dạng án ví dụ quan tí thì mình sẽ chia nó làm sao? Áo quần đá, lên miếng ba này thì không cho các tử chia nữa, chỉ cho bản chia động từ như vậy, rồi mình từ áp dụng để mình tập đi. Tại vì ở miếng một, miếng hai là mình đã hiểu cách chia rồi, miếng ba thì chỉ để cho các tử mình thấy như vậy, rồi mình tự đưa vào các động từ để chia. Rồi thì đó là phần nội dung của bài số một. Bài số một thì sao mình sẽ học thêm sửa bài tập. Trong sửa bài tập đó là mình ở trong giáo trình của mình đó là mình có phần bài tập cơ bản, rồi có một số bài kinh đó là để dành sửa cho phần bài tập nâng cao. Thì cô Trân cũng sẽ post bài lên cho nhóm đó mình xem vào trước, để khi mình sửa thì sau khi mình sửa xong phần bài tập cơ bản, nếu mình còn thời gian thì mình sửa luôn bài tập nâng cao từ từ. Tại mỗi một bài kinh như vậy thì có bài kinh thì có 10
10 câu, 15 câu, có một bài kinh thì có thể phân ra đến 20 câu. Thì mình cứ sửa như nào hết. À, mỗi buổi mình sửa ít ít vậy. Khi nào có sửa bài tập thì mình sẽ sửa bài tập căn bản xong, mình sẽ sửa bài tập căn bản. À, như vậy để chúng ta tập dịch. À, luyện cho tay một kiến ba này là tập dịch. Rồi xin chạm nước lại cho đó. Vậy là dịch lưu quyển cái bài. Dạ chị Hoa nói đi ạ. À. Chị Hoa có ý kiến gì ạ? Cho con hỏi là cái phần ví dụ mình làm bài tập xong là học dịch luôn cái mấy cái bài tập mấy bài kinh luôn không thưa sư? Đúng rồi, sẽ dịch luôn các bài kinh chứ mình không chờ dịch hết bài tập ở trong quyển 3 rồi mình dịch bài kinh học đó vậy. Tức là mình vừa dịch bài tập dành cho bài học, mình tập dịch luôn bài tập nâng cao. Tại ở này có thể dịch được tập dịch được các bài kinh. Nếu mà dịch hết các bài kinh đó thì sẽ tải lại 131 bài kinh về tinh tế để cho các tướng tập dịch. Nếu có thời gian thì cứ từ từ thì tới đâu hay tới đó ha. Rồi nhưng mà hay lắm. Mà sư sao con thấy ngữ vận ít quá sư, ít từ quá sư. Tại mình quyển 3 rồi đâu phải là từ vựng nào cũng cho, mình phải nhớ cái quyển 1, quyển 2. Cho nên mấy phiên các tử đó là nên học ở quyển 1 để mình nhớ lại các từ vựng. Mình chỉ nhớ cho quyển 2 thì người ta không có cho từ nhiều nữa. Chỉ cho các từ lạ thôi. Dạ. Chắc ý của Bảo nói là trong bài kinh mà. Dạ, chắc ý của Bảo nói là trong cái bài kinh mà. Dạ, dạ. Kinh á, mà sẽ cho cái những vựng ít á. Hay trong bài kinh á. Thì ngay cả trong kinh cũng vậy, chỉ từ lạ thôi mới cho các từ quen mà có cho quen thì từ dạ. Dạ thì tới gì đến khi dịch đó, nếu mà từ nào mà mình thấy lạ mà chưa có thì các từ nói từ cái nói nghĩa cho nó có dạ chỉ nghĩa thêm đó người ta học coi mai là dạ. Dạ, yeah. Buổi học đến đây là kết thúc và chúng con xin kính tri ân sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Xin mời cô ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính lĩnh lễ sư. Bạch sư, con xin thay mặt các học viên trong lớp tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasata chapomata dewa naga mahitika bonyang no anumodam tu chirang rakanto sasanang Akasata chapomata dewa naga mahitika bonyang no anumodam tu chirang rakanto no garu Akasata chapomata dewa naga mahitika bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta yô a ca sát ta cha pô ma ta đê qua na ga ma hít ti ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sát ta cha pô ma ta đê qua na ga ma hít ti ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nô sa đa Y đăng vật tà nô bồn nhang a sa hoa khá gia hoa hăng hôn tu a na gà tê ca lê. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Sa thụ, dạ xin mời lớp nghỉ á. Dạ, con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Kính chào cả lớp ạ. Dạ, con kính lễ tri ân sư buổi học nay ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp.